Chào các bạn. Trong bài ví dụ tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng phương thức, định nghĩa phương thức và gọi phương thức ở trong một chương trình Java. Thì Java là một ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp. Vì vậy cho nên là Java cũng cung cấp ra rất nhiều các cái thư viện có sẵn. Và trong các thư viện này thì cũng có rất nhiều các cái phương thức. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái kiểu phương thức. Thứ nhất đấy, đó là những phương thức được dựng sẵn, phương thức có sẵn bởi ngôn ngữ. Thì ở trong Java có rất là nhiều các cái gói Java đã cung cấp. Ví dụ như là java.io, java.util, java.sql, java.lang. Thì đây là những cái gói mà Java đã cung cấp ra các lớp, các class có sẵn và có các phương thức. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lại, gọi ra các phương thức này mà chúng ta không cần phải định nghĩa. Thứ hai là những phương thức mà do người dùng tự định nghĩa bằng cách là chúng ta tự định nghĩa ra các lớp, sau đó chúng ta khởi tạo ra các đối tượng của lớp, rồi gọi ra các cái phương thức của lớp. Thì đầu tiên ý, để cho nó dễ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để chúng ta khởi tạo các cái phương thức của lớp. Để khởi tạo thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một lớp main. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa ra. Chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái phương thức. Ta có một lớp và trong lớp này thì chúng ta sẽ gọi ra một cái phương thức, chúng ta sẽ in ra về căn bậc 2 của một cái số. Chúng ta sẽ in ra căn bậc 2 của 4. Chúng thực thi chương trình. Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy đây là chúng ta đã gọi một phương thức sqrt. Phương thức này thuộc về lớp mat. Mat là một lớp có sẵn của Java. Trong lớp này thì cung cấp ra các cái phương thức để thực hiện các cái hàm liên quan đến toán học. Ví dụ như tính căn bậc 2, tính logarit, sin, cos, tan, cotang và một số các hằng số liên quan đến toán học, ví dụ như là số pi, vân vân. Đó. Thì như vậy là ở đây chúng ta thấy là cái phương thức sqrt này là phương thức đã có sẵn của lớp mat và chúng ta hoàn toàn có thể gọi ra mà không cần phải khởi tạo đối tượng, không cần phải làm gì cả. Thì như vậy chúng ta tìm hiểu về là phương thức sqrt. Đây là một trong những phương thức mà có sẵn của Java. Và các bạn để ý thêm một chút nữa, tức là trong cái phương thức này thì chúng ta không cần phải dùng cái lệnh import nào cả, bởi lẽ là mat là một lớp có sẵn nằm trong gói java.lang. Đây là một gói cơ sở, gói này là cung cấp ra tất cả mọi các lớp, các thành phần mà mọi chương trình Java đều cần phải dùng đến. Vì thế cho nên là chúng ta không cần phải sử dụng câu lệnh import để import cái gói java.lang này. Thì đó là cái phần mà giới thiệu về cái phương thức có sẵn của Java. Thì chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.